Rồi, xin chào mọi người đang ở chùa Phật Quang nha. Hôm nay là ngày 14 đại tín. Hôm nay ngày 14. Hôm nay phục vụ đồ chay này nha. Đi bữa nay đi tới đây là phải khử khuẩn nha, người ta có một cái buồng khử khuẩn. Mình có thể chạy xe hơi xuống luôn hoặc là mình đi cáp treo xuống cũng được. Cáp treo tự chế nhé, chứ không phải là cáp treo. Đây là khuôn viên xung quanh chùa nè. Mọi người đang đang chuẩn bị để rằm. Ngày mai là rằm nên công tác chuẩn bị rất là tấp nập. Người ta dọn dẹp lau chùi. À bây giờ có đồ chay tới ăn đồ chay ngon lắm. Đó. Ba đang kiếm. Đi bò xuống được đó sao mà. Em tới sách nhé, ba mình tới sách nha. Hoa người ta trang trí hoa đồ đẹp quá trời nha. Wow, TV kìa, thấy mấy chú trèo như khỉ không nha bạn. Ở đây có thích nhất hạnh không nha bạn. Đó, đồ chay kìa. Bây giờ mới có 9 giờ mà đã có đồ chay này nha. Rồi, chúc mừng Việt Nam đã khống chế được dịch lần 2 nha. Đúng vào dịp rằm và quốc khánh 2 tháng 9. Giáo Hòa ơi, Đức Phật đang làm gì vậy? Đức Phật đang làm gì vậy? Đức Phật đang làm gì vậy? Đó, Phật đó, Phật đang ngồi. Đó kia hả? Đúng rồi, đang làm gì vậy? Ngồi thiền. Tính có biết ngồi thiền không? Biết ngồi vậy hả? Đâu, ngồi xuống vỗ quay rồi. Chị Hai với lại em Giáo Hòa đi coi. Ghê không, mọi người xem Giang Hoàng ngồi thiền à. Ghê, bạn không, em né ra xem Giang Hoàng ngồi thiền đâu, Giang Hoàng ngồi thiền thôi. Ghê không, ghê. Hơi bị bạn á. Rồi đi tới quay đồ chạy coi. Ra đồ chạy hơi nhiều món á. Thơm lừng luôn. Hoa đẹp quá. Bye bye nha. Ngày mai rằm này chắc sẽ đông lắm á. Mọi người đi nhớ để ý nha. Chỗ gửi xe nè, chen chúc rất là nhiều, rất là mệt. Bye bye.